Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đại hội 13 làn sóng từ chức phản ánh sự bất ổn nghiêm trọng của chế độ đặc quyền đặc lợi. Từ chức là hiện tượng các lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo tự nguyện rời bỏ chức vụ quyền hạn hiện có, được cho là chuyện lạ hiếm gặp trong cơ chế đặc quyền đặc lợi. Nhưng gần đây hiện tượng này lây lan từ chức vụ cấp thấp đến cấp cao, từ lĩnh vực này qua lĩnh vực khác trong nhiều địa phương, phản ánh tình trạng bất ổn của chế độ. Bản chất chế độ đặc quyền có nguồn gốc lịch sử từ nhà nước phong kiến tập quyền, trong đó hiện tượng từ quan thường diễn ra trong giai đoạn suy vong của triều đại. Triều đại khác lên thay thế, điều chỉnh chính sách để rồi tiếp tục duy trì chế độ này theo chu kỳ thịnh suy mà không thay đổi về bản chất. Ngày nay mô hình Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện cũng dựa trên chế độ đặc quyền đặc lợi cho các lãnh đạo đảng viên. Trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường, sự tha hóa quyền lực ngày càng nghiêm trọng dẫn đến suy thoái về đạo đức, lối sống vi phạm pháp luật tham nhũng của bộ phận không nhỏ trong giới lãnh đạo. Đảng tiến hành chỉnh đốn nội bộ kiểm soát quyền lực để duy trì chế độ. Tuy nhiên bối cảnh thế giới tạo ra sự lựa chọn khác, chế độ kiểm soát quyền lực theo hướng dân chủ phù hợp với kinh tế thị trường. Hiện tượng từ chức, từ quan về hình thức là quan chức tự nguyện rời bỏ với những lý do cá nhân, nhưng thực ra thường che giấu sự bất đồng hoặc một động cơ có chủ đích, vụ lợi tùy theo từng bối cảnh. Khoảng 20 năm trước, có một vị vụ trưởng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo từ chức do bất đồng quan điểm trong chuyên môn, được coi là sự kiện lịch sử gây xôn xao dư luận. Nhưng nay trong thời kỳ bất ổn thể chế hiện nay, hiện tượng này được cho là đang có xu hướng lây lan phức tạp, phản ánh tình hình suy thoái nghiêm trọng trong chế độ độc quyền, đặc quyền. Đặc biệt là khi chiến dịch chống tham nhũng được thực thi quyết liệt hơn từ đầu nhiệm kỳ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2016 cho đến nay. Ngày 23 tháng 6 năm 2020, truyền thông nhà nước đưa tin và được cơ quan tỉnh ủy Quảng Ngãi xác nhận rằng giàn lãnh đạo tỉnh gồm đương kim bí thư và chủ tịch có đơn xin thôi chức nghỉ hưu theo chế độ. Lưu ý rằng chức bí thư tỉnh theo cơ cấu trong đảng là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, vị bí thư này sinh năm 1963, nghĩa là còn 3 năm nữa mới phải nghỉ hưu theo quy định. Bản tin trên cũng cho biết rằng trước đó có hai vị lãnh đạo cấp tỉnh này đã bị Bộ Chính trị kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì họ đã vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng về các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hai nhiệm kỳ liên tiếp 2010-2015 và 2015-2020. Việc gửi đơn xin thôi chức của các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi như truyền thông bình luận cũng na ná như các trường hợp xảy ra trước đó không lâu, như vụ ông Võ Kim Cự, cựu bí thư tỉnh Hà Tĩnh, bà Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông Hồ Văn Nam, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thay bà Thanh trong thời gian ngắn. Nhiều ý kiến cho rằng các vị này từ quan là bất đắc dĩ, không còn sự lựa chọn nào khác, thậm chí để lợi dụng ưu thế đặc quyền của chế độ đảng trị hòng mong muốn có thể được giảm nhẹ sự trừng phạt của đảng. Bởi vì, theo một số tiền lệ có hình thức kỷ luật cảnh cáo, chỉ bị cắt nguyên các chức vụ trong thời gian công tác và hạ cánh an toàn mà không chịu chế tài của pháp luật nhà nước. Hiện tượng từ quan trong lịch sử của chế độ phong kiến tập quyền cũng ít được ghi chép tỉ mỉ. Việt Nam đã trải qua lịch sử 13 triều đại, trong đó có hai trường hợp điển hình được ca ngợi là Chu Văn An và Nguyễn Trãi. Các vị quan có công lao với chế độ, có lòng tự trọng và bản lĩnh lui về ở ẩn trong bối cảnh triều đình rối ren suy đồi, người đời sau tôn vinh họ là phê phán các ngụy vương. Chu Văn An được ca ngợi là vị quan liêm trực thời nhà Trần 1225-1400, đã soạn thất trạm sớ dâng lên vua để đề nghị chém bảy nịnh thân. Tuy nhiên vị vua này được lịch sử ghi lại là người ăn chơi, thích tửu sắc, hát sướng, bị o bế bởi cận thần bất tài để lộng hành. Không biết vị trị vì để xã hội lâm cảnh nhiễu nhương, dân tình khốn khó.
Do thất trảm sớ không được thực thi, ông đã lui về ở ẩn tại núi Phượng Hoàng, Hải Dương, sống thanh liêm và dạy học. Ngày nay, tượng của ông được đặt thờ trong văn miếu Quốc Tử Giám. Trường hợp thứ hai là Nguyễn Trãi, ông là công thần khai quốc của nhà Hậu Lê. Một văn thần với bài hịch, hịch tướng sĩ Lưu Danh có nhiều đóng góp trong khởi nghĩa Lam Sơn. Tuy nhiên đến thời Bình, trong chính trường đấu đá phức tạp nhà Hậu Lê, sự nghiệp của ông lúc thăng lúc giáng vì bất đồng quan điểm với một số đại thần khác. Một số kế sách không được dùng, Nguyễn Trãi bất đắc chí đã lui về ở ẩn năm 1439. Ông là nhân vật lịch sử được cho là oan trái trong vụ án Lê Chi Viên khi bị Chu Di Tam Tộc chém đầu bà họ vì bị ghép tội giết vua Lê Thái Tông. Sau này, năm 1464, vua Lê Thánh Tông chính thức minh oan cho ông. Francis Kuzuyama, giáo sư kinh tế chính trị quốc tế Hoa Kỳ, trong nghiên cứu mới đây có nhận định rằng chế độ cộng sản toàn trị Trung Quốc có nguồn gốc lịch sử từ chế độ phong kiến tập quyền. Điểm tương đồng chủ yếu của chúng là duy trì chế độ đặc quyền để cai trị và quyền lực tập trung cao độ. Dưới thời phong kiến vào các vị vua, chúa hay hoàng đế và thời nay là lãnh tụ tối cao của Đảng Cộng sản. Trong thời kỳ đầu tiên của chế độ cộng sản, các vị lãnh tụ thường cai trị suốt đời cho đến chết. Quan lại trong bộ máy cai trị đòi hỏi phải trung thành và phục tùng tuyệt đối, bởi vậy hiện tượng từ quan từ bỏ ân huệ đặc quyền là hiếm gặp. Hơn thế, có thể bị nghi ngờ về động cơ và bị giám sát. Cả hai kiểu chế độ như vậy về cơ bản đều vận hành theo chu kỳ thịnh suy, tùy theo vào sự anh minh của các vị vua hay hồng và chuyên của các lãnh tụ cộng sản. Chế độ phong kiến tập quyền trước kia không có sự lựa chọn, bởi vậy triều đại này khi suy vong sẽ thay thế triều đại khác, tạo nên chu kỳ lịch sử hàng ngàn năm tồn tại. Tuy nhiên, trong bối cảnh chế độ phong kiến bị thay thế bởi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tiến bộ hơn, chế độ cộng sản đã có thể có sự lựa chọn khác khi buộc phải mở cửa và cải cách chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Mô hình Liên Xô đã sụp đổ gần 30 năm trước, Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục duy trì chế độ toàn trị bằng cách mở cửa với thế giới để đón nhận vốn đầu tư nước ngoài và cải cách thể chế kinh tế theo định hướng thị trường. Thành công trong tăng trưởng kinh tế là cứu cánh cho tính chính danh của Đảng cầm quyền. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo kiểu mô hình Trung Quốc cho rằng sự sụp đổ của Liên Xô là tự diễn biến, tự chuyển hóa của quan chức trong chế độ đặc quyền và Mikhail Gorbachev là tội đồ. Mỗi khi thể chế bất ổn thì sự chỉnh đốn nội bộ được tăng cường và chiến dịch chống tham nhũng không vùng cấm là giải pháp cực chẳng đã để quyền lực được tập trung cao hơn. Ngoài ra, bất kỳ sự chống đối nào từ bên dưới hay phe phái đều bị đàn áp. Tính chất chuyên chế là bùa hộ mệnh để kiểm soát quyền lực tha hóa và duy trì chế độ theo chu kỳ thịnh suy. Tuy nhiên, mâu thuẫn đã diễn ra ngày càng gay gắt giữa quá trình tập trung quyền lực như một đặc tính của chế độ đặc quyền và quá trình phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Sự tự chủ của các chủ thể kinh tế và cá nhân xuất phát từ nguyên tắc vận hành của thị trường. Hậu quả là quyền lực bị tha hóa nghiêm trọng, trục lợi tham nhũng lan rộng. Trong bối cảnh này, chế độ Đảng Cộng sản toàn trị đề cao các biện pháp tự kiểm soát quyền lực, trong khi trên thế giới, trong các nước tư bản chủ nghĩa phát triển có chế độ dân chủ. Theo đó, quyền lực điểm kiểm soát dựa trên thể chế tam quyền phân lập, hệ thống pháp quyền xã hội dân sự và đề cao quyền con người. Đại hội 13 tới đây sẽ bàn thảo về nỗ lực chỉnh đốn Đảng để Đảng và nhà nước cùng mạnh. Thực chất là vẫn duy trì chu kỳ thịnh suy của mô hình toàn trị dựa vào tập trung quyền lực và trừng phạt quan chức suy yếu. Sự lựa chọn cơ chế kiểm soát quyền lực bằng chế độ dân chủ vẫn là thách thức trong tương lai gần. Tại buổi họp Quốc hội chiều ngày 9 tháng 6 bàn về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội, bàn về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, nhiều ý kiến được đưa ra với mục tiêu nhằm giúp nâng cao chất lượng đại biểu.
Một trong những ý kiến nhắc lại biện pháp nâng cao phần trăm số đại biểu chuyên trách từ 35 lên 40%, cũng như yêu cầu đại biểu cần có kiến thức chuyên môn, quan tâm tình hình, đặc biệt phải đảm bảo có đủ thời gian nghiên cứu, trao đổi, tiếp xúc với cử tri. Trao đổi với phóng viên RFA tối ngày 9 tháng 6, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam cho rằng những đề xuất thường xuyên được nhắc đến trong mỗi kỳ họp thực chất chỉ mang tính bề nổi. Ông lập luận: thực tế trong một nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Đảng lãnh đạo toàn trị, trực tiếp lãnh đạo về tổ chức, giá trị tư tưởng quốc phòng an ninh, thì chuyện làm quốc nội, chính phủ hay công tác Đảng cũng chỉ là sự phân công nên không có gì mới. Nhiều vấn đề đã đưa ra Quốc hội tham khảo, nhưng khi quyết thì Đảng quyết chứ không có gì làm trái với ý Đảng được. Quốc hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng thì cơ cấu đại biểu Quốc hội nhìn vô thì 90-95% là đảng viên. Đảng viên sao trái ý kiến của Đảng được? Nên cải cách thực tế là người ta mong muốn đại biểu Quốc hội cải cách đầu vào, cơ cấu thành phần khác để nghe tiếng nói khác thì may ra tốt hơn, chứ bây giờ Quốc hội chỉ là diễn mà thôi. Vẫn theo luật sư Trần Quốc Thuận, Quốc hội phải giải quyết cốt lõi vấn đề, tức là thành phần cơ cấu đại biểu. Ngoài ra còn có dư địa để người ta phát biểu và tiếp tục. Quốc hội không thể tiếp tục làm theo những đề xuất mà Đảng đã quyết định hết, rồi Quốc hội mới vờ quyết định lại thì thật sự chưa thấy mở ra được hướng giải quyết. Tôi cho rằng những ý kiến đổi mới người ta đang chờ và phải đổi mới đầu vào để có những tiếng nói khác, phản biện tốt thì tự nhiên tình hình có nhiều tích cực hơn. Dưới góc nhìn cá nhân, nhà hoạt động Lã Việt Dũng từ Hà Nội cho rằng việc thay đổi nhân sự có thể cho thấy Quốc hội đã thể hiện muốn hình thức dân chủ phần nào. Nhưng trên thực tế, luật sư Trần Quốc Thuận đã nói, phần lớn do các đại biểu Quốc hội là đảng viên, cơ cấu nhân sự của chính phủ Quốc hội do Đảng chỉ đạo nên không thay đổi được gì. Không chỉ riêng nhân sự cho Quốc hội mà nhân sự của Đảng cũng đang là vấn đề được động đến trước kỳ đại hội đại biểu toàn quốc Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2021 tới đây. Trong đó, vấn đề nhân sự trong Bộ Chính trị đang là điểm nóng và người dân quan tâm nhiều nhất hiện nay, theo lời của nhà hoạt động Lã Việt Dũng. Bây giờ, đang lăn tăn việc số lượng ủy viên Bộ Chính trị quá 65 tuổi là bao nhiêu đang là vấn đề khá đau đầu cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm trong văn phòng Quốc hội, luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng để có thể giải quyết tốt vấn đề nhân sự tại Quốc hội hay chính phủ thì trước hết nhân sự Đảng phải được thay đổi. Ngay cả di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, trong đó có đoạn nói về Đảng thì Đảng phải thực hiện dân chủ thật rộng rãi trong Đảng, nhưng trong Đảng bây giờ chưa thật sự có dân chủ, Đảng chưa ứng cử bầu cử cho nội bộ Đảng. Mà cơ cấu do ở trên chỉ xuống thì làm sao không chạy chức chạy quyền được, nên dân chủ trước hết phải mở trong Đảng. Bên cạnh cơ cấu nhân sự, cơ cấu tổ chức tại các bộ máy cũng gây ra khá nhiều ý kiến trái chiều, không chỉ trong những cuộc họp thảo luận của các cấp chính quyền mà ngay cả trong dư luận xã hội. Điển hình như vào ngày 7 tháng 6, tỉnh ủy Quảng Ninh đưa ra đề nghị mong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho chủ trương Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 được thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư tỉnh tại đại hội. Mới đây nhất, báo cáo trong nước loan tin ngày 9 tháng 6 dẫn nội dung cuộc họp chính phủ về việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành một văn phòng chung theo nghị quyết số 580/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với tư cách công dân, nhà hoạt động Lã Việt Dũng cho hay rằng ông ủng hộ quyết định tinh giảm bộ máy nhà nước này. Ông giải thích quan điểm cá nhân như sau. Bộ máy của họ khá cồng kềnh và cũng vô tác dụng rất nhiều, nên theo mình việc hợp nhất, theo mình có những tích cực, giảm tiền thuế của dân, tinh gọn bộ máy. Cơ chế của Việt Nam thật ra từ trước đến nay tham nhũng rất nhiều, cứ qua mỗi cửa sẽ sinh ra một loạt tham nhũng, nên họ giảm, mình nghĩ đó là một điều tốt. Trong khi đó, ông Lê Văn Cuông, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thanh Hóa khóa 11 lại không tán thành với việc sáp nhập 3 văn phòng theo nghị quyết số 580 do ông cho rằng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức khác nhau.
Qua thực tiễn cho thấy khó khăn độ vênh của nó vì Quốc hội, Hội đồng thực hiện chức năng giám sát Ủy ban Nhân dân. Bây giờ nhập cả văn phòng thì lẫn lộn cả cơ quan giám sát và cơ quan chịu trách nhiệm giám sát chung một văn phòng phục vụ sẽ không minh bạch trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn lẫn lộn nên rất khó điều hành. Từ thực tế vừa nêu, ông Lê Văn Quang cho rằng đối với những thay đổi về nhân sự cơ cấu, cơ quan chức năng cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu trước khi ban hành thành luật. Trong thực tế có những bất cập được mặt này nhưng vướng mặt khác nên cần phải có thời gian thử nghiệm, thí điểm để sau đó thấy những gì rõ, đúng rồi mới quyết. Còn những gì chưa cần phải tiếp tục theo dõi thí điểm chứ không nóng vội, không bảo thủ trì trệ khi thấy bộ máy cồng kềnh, hiệu quả kém, đầu mối nhiều, biên chế phình to mà cứ để như cũ cũng không phù hợp. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, phương thức làm việc của Việt Nam hiện nay đều tập trung vào sự chỉ đạo của Đảng nên nhiều khía cạnh hạn chế chưa thể giải quyết được, do đó ông đề cập giải pháp. Người ta nói Việt Nam tam quyền phân lập, làm gì có vì chỉ có một Đảng không thể tam quyền phân lập. Nếu tam quyền phân lập thì Đảng ngồi ở đâu và đứng ở đâu? Nên người ta đặt ra cần phải có làm luật về Đảng để coi quyền của Đảng tới đâu, được gì và quyết gì, nếu quyết sai thì trách nhiệm thế nào. Có những câu hỏi rất chung, rất nguyên tắc nhưng Đảng lãnh đạo, nhà nước và xã hội và Đảng chịu trách nhiệm do vấn đề mình quyết nhưng trách nhiệm thế nào thì chưa thấy nêu ra. Còn theo ông Lê Văn Quang, trong thời buổi Việt Nam đang hòa nhập với thế giới thì Việt Nam cần sửa đổi pháp luật, đổi mới mô hình cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế nhưng cũng phù hợp với thực tiễn Việt Nam, chứ không thể máy móc áp dụng hoặc bảo thủ không chịu thay đổi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.